Thì phải nói là một cái giống cây hoa xương rồng thì trồng rất là dễ nha các bạn. Thì hôm nay mình review cái vườn hoa xương rồng này. Thì, nó có đủ loại giống hết các bạn ơi, nhiều giống lắm. Thì được nhập về và nuôi trồng từ nước ngoài nha các bạn, nhập giống gì từ nước ngoài. Đây là những cái giống hoa xương rồng rất là đẹp, mình rất là thích. Hôm nay mình review cho các bạn xem cái vườn hoa hồng của chú Mười Đức này ở Minh Đức này ở Sa Đéc nè các bạn, bên cặp với cái bờ sông Sa Đéc. Thì giá nó tầm khoảng gốc nhỏ nhất là 10.000 nha các bạn, lớn nhất vài trăm rồi có thể là vài triệu một gốc. Thì được nhập từ nước ngoài về và nuôi trồng ở đây. Thì các bạn thấy khi mà trồng thì nó cái mật độ hoa nó rất là nhiều đó các bạn. Đây đang bứt nè các bạn ơi, nhìn rất là đẹp, đủ màu sắc, rất là đa dạng các bạn. Đây khi mà thường thì mình thấy hoa xương rồng này ở mấy cái vùng sa mạc nước ngoài các bạn, châu Phi đồ, thì nó sống ở trên sa mạc cát và chỗ hoa rất là nhiều, rất là đẹp. Nên hôm nay mình đi xuống đây mình làm cái video này gửi tới các bạn. Đây nè bạn, một cái gốc xương rồng mà nó lên hoa nè, hoa đẹp lắm, có nhiều mẫu mã. Đây là sen đá chú đang ghép vào cái gỗ vậy các bạn, có một chút sáng tạo với cái khâu trang trí sen đá và hoa xương rồng. Đây vườn này cũng trồng cũng rất là nhiều loại nha các bạn. Đặc biệt cái lò hoa xương rồng này nó rất là dễ sống và nó không chịu ẩm ướt các bạn. Nếu như ẩm ướt thì chắc có lẽ là nó bị thối nhiều, nên mình có thể bỏ khô cũng vẫn được. Đây là một cái chậu xương rồng, hoa rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì một cái chậu như vậy thì vài chục ngàn thôi các bạn. Chú đang ghép thì cái cốt thân của nó là hoa xương rồng, cũng là một cái loại thường các bạn, mà được ghép một cái bông ở trên nè đó. Thì đây là cũng là một chậu nữa các bạn ơi, chậu xương rồng nè, hoa rất là đẹp. Vài chục ngàn thì sở hữu đem về mình để trong một cái chậu, mình thay vô một cái chậu sành, mình để trên ghế bàn làm việc thì tạo ra một cái không gian rất là đẹp cho cái bàn của mình, để mà mình thích hợp mình làm việc, mình nhìn ngắm đó các bạn. Đó là một cái hoa xương rồng màu trắng, sen đá, chú có trồng sen đá nữa các bạn ơi. Thì mình tiếp tục review cho các bạn xem những cái giống hoa xương rồng, sen đá ở Sa Đéc. Thì nói chung mình làm một cái nghề gì đó thì cũng phải có cái đam mê mới được nha các bạn. Thì như mình đã nói thì vườn của chú Minh Đức ở Sa Đéc này thì chú đã nhập những giống từ nước ngoài về, và với một cái chút sáng tạo thì đây là một cái đá san hô các bạn. Đá san hô thì chú đã ghép sen đá nè và xương rồng vào, thì nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn. Thì đây là những cái giống hoa xương rồng, mình sẽ quay hết cho các bạn xem. Thì thường các bạn vào mấy cái trang hoa xương rồng á, thường ở nước ngoài những cái sa mạc nó nở rất là đẹp, mình cũng rất là đam mê khi mà nó trổ bông lên như vậy đó các bạn. Này. Đến lúc nó nở ra thì nó cái mật độ nó cũng rất là bền, tầm khoảng 1 tuần tới 10 ngày nó mới tàn. Các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Phải nói là làm một cái gì đó thì cũng phải có đầu tư và phải có một cái
chút gọi là đam mê các bạn. Phải chăm sóc tứ tăng, khi mà nó ra bông thì nó cũng có trái nữa các bạn. Đây nè, đây là những chậu sen đá rất là đẹp ha. Đam mê nhưng mà phải có một chút sáng tạo gì để mà cái cây kiểng của mình nó có một cái thẩm mỹ. Thì đặc biệt xương rồng thì gai rất là nhiều các bạn. Đây là một cái bụi xương rồng rất là to luôn, gai lắm các bạn ơi. Đây là những chậu xương rồng được chú phối. Cái chậu này nhìn cũng rất là ấy các bạn, đây là sen đá mà nhìn rất là đẹp, giống như một cái hộp quà mà để trang trí rất là đẹp. Đa dạng các bạn. Đâu có thấy hết đâu, ông trồng trên đó đâu có thấy hết đâu. Trên gác hả? Trên đó đẹp lắm, đâu có thấy hết đâu. Thì em thì em thích nhất mấy cái nào mà nó có màu về dưới nó chỗ cái bông trên chớp á. Mua ở ngoài xe đẩy về chứ. Thì hiện tại mình đang ở vườn hoa xương rồng bạn. Thì mình cố gắng mình tìm những cái vườn hoa kiển đẹp để gửi tới các bạn cho các bạn xem. Thì hôm nay mình đang tìm tới vườn xương rồng ở làng hoa Sa Đéc này. Thì các bạn thấy hoa xương rồng thì nhìn nó rất là dễ thương các bạn. Thì khí hậu của Việt Nam mình thì trồng do nhiệt đới nên khó có bông, nên là phải cần một cái kỹ thuật rất là nhiều mới cho ra những cái bông mà nó đẹp như vậy. Thì đây là một cái chậu xương rồng nhìn nhỏ rất là dễ thương các bạn. Thì đây nè, mình đang cầm trên tay nè. Đó, nhìn rất là đẹp. Thì nó có nhiều màu, màu vàng, màu trắng, màu hồng và màu đỏ các bạn. Thì đây là một điển hình một cái chậu hoa xương rồng rất là đẹp. Thì nếu như mà mình để trên một cái ghế bàn mình trang trí để mà mình ngắm thì rất là đẹp. Hoa có nhiều loại nó cũng thơm nữa các bạn. Đây, màu vàng. Vàng rực rỡ luôn ha các bạn. Do mình quay buổi trưa nên nắng nó dạ quá các bạn ơi, nhìn không rõ cái hoa. Đây là một cái dĩ hoa xương rồng đó các bạn. Thì nó có hoa đây. Có một chậu có hoa nhìn rất dễ thương. Là nguyên một lô nữa các bạn. Từ sen đá xương rồng này. Cây này cũng vậy đó các bạn, ghép thì một cái bông hoa nó màu hồng rất là đẹp. Một cái chậu xương rồng nhìn rất là đẹp đây các bạn, thấy không? Có ba màu ở dưới, màu xanh ở trên thì màu đỏ, và một cái điểm nó nữa là màu hơi vàng. Thì khi mà cái cây nó lớn lên đó thì cái đầu nó màu vàng này nó chuyển thành màu đỏ các bạn, chuyển đổi màu á, nhìn rất là dễ thương. Đây, ở dưới đất thì chú còn có làm một cái gác ở trên cao nữa các bạn. Nhiều giống, rất là đẹp nè. Wow, rất là nhiều loại các bạn ơi, mình không có thể nào quay, mình chỉ quay sơ lược tóm tắt cho bạn xem thôi. Nếu như thích thì mình có thể để video trên video là những cái số điện thoại nha các bạn. Các bạn liên hệ. Đây nè các bạn, đây là những cây, những cái nhánh xương rồng đang ghép và nó ra rễ rồi nè các bạn. Cái này là người ta sẽ chuẩn bị vô bầu nha các bạn. Nè, nhìn rất là đẹp. Đỏ thắm nguyên cái gỗ luôn bạn ơi. Ở dưới thì thân nó là màu xanh, ở trên nó là màu vàng, xong rồi nó chuyển lại màu đỏ. Đây, đây là cái vườn ươm các bạn, rất là đẹp. Khi mà thành phẩm thì đang cấy ra một cái chậu như vậy nè các bạn, nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn các bạn ơi. Thì mình vào một cái vườn này thì có quy mô rất là lớn ở Sa Đéc nè các bạn.
Nhiều, rất là nhiều luôn. Được đầu tư và nhập giống từ nước ngoài về thì đủ loại hết các bạn. Có những cái gốc xương rồng rất là to luôn. Thì giá nó tầm vài chục ngàn cho tới vài trăm một chậu nha các bạn. Đây, những chậu xương rồng bá lớn luôn. Thì đây là những cái chậu xương rồng đang được ghép vào để mà trang trí để trên một cái kệ bàn, ghế bàn. Đây là những chậu sen đá nè các bạn. Rồi bên đây nữa. Đại Hồng Môn các bạn ơi. Đại Hồng Môn màu đỏ nè. Đó là màu hồng. Rồi bên kia là đuôi công. Rồi bên đây người ta có thể làm thay đổi một tí là người ta sơn đó các bạn. Ta xịt sơn cho nó bắt mắt cái màu sắc một chút ha. Có màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu đỏ. Nhìn rất là đẹp. Bên đây những cái chậu sen đá rất là to nè. Đẹp quá. Những chậu sen đá này nó có bông nè các bạn, qua ra qua để lật nghiêng lật nữa cho các bạn. Đẹp quá. Đây là những chậu thuyền buồm làm từ phát tài, cái phát tài. Cái cây này kết hợp với một cái chậu và làm từ cỏ may mắn. Cỏ may mắn này là nói chung là những cái hộp thanh long các bạn gieo vô đây làm cho nó bích ba cái phân cho nó đẹp, tô thêm vẻ đẹp. Cây rất là đẹp nè. Một cái thiết kế một cái chậu hình trái tim và được ghép xương rồng vô các bạn, ghép trồng vô một cái tiểu cảnh rất là đẹp các bạn, sen đá nữa. Đây, rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Những chậu xương rồng này đang có búp hoa nè các bạn, mà nhưng mà gấp này nó chưa nở các bạn ơi. Đó là một cái chậu xương rồng to. Nó có hai cái con nó đang ở trên đỉnh đầu. Nhìn rất là đẹp. Đây là một cái gỗ sao. Không biết, chỉ biết là sao cứng thôi các bạn. Còn đây là sen đá màu. Đá màu xanh, màu tím rất là đẹp nha các bạn. Nói chung là vườn này đầu tư rất là nhiều cây sen đá rồi xương rồng. Nhiều loại sen đá rất là đẹp. Thì những chậu hoa xương rồng dưới sen đá được kết hợp và được trang trí vào những cái chậu này rất thích hợp để bàn và trang trí ha các bạn. Có thể tặng làm quà. Và một cái vườn này thì đầu tư rất là nhiều, còn trang trí nhìn rất là đẹp nè các bạn. Đây là những cái con cò, đây là con bướm nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Thì nãy giờ mình cố gắng nắng rất là nhiều, mình cố gắng đi review và mình chia sẻ cho các bạn một cái vườn xương rồng ở Sa Đéc. Thì nhìn rất là đẹp. Thì, xem video của mình thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ. Và mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Đây là một cái chậu hoa xương rồng rất là đẹp nè các bạn. Chậu này có thể là khoảng tầm khoảng không có để giá mình cũng không biết được nữa. Thì tầm khoảng 100 mấy chục ngàn một chậu các bạn ơi. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.